Xin chào các bạn, mình là Xuân Tiến. Thì hiện tại thì Tiến vừa dự một buổi ra mắt công ty Thăng Long Media và ra mắt dự án phim Vệ Sĩ, Thằng Khờ và Tiểu Thư. Thì trong phim này thì Tiến đóng một vai, đó là vai vệ sĩ cho cô Họa My. Thì một vai này nó mang tính chất là rất là dễ thương, và đóng chung với Tiến thì có anh Bằng Kiều, và hứa hẹn thì Tiến và anh Bằng Kiều sẽ đem lại cho khán giả một cái gì đó hóm hỉnh và dễ thương. Mọi người hãy ủng hộ cho hai anh em nha.